Hello anh em. Hello Phúc, hello Hoàng, hello anh em. Ôi, cứ tưởng đâu là hôm nay vắng hoe không có ai chứ, ai ngờ lên cũng đông vui quá nè. Được 10 anh em xem và 8 cái like rồi. Ok, cảm ơn anh em nhiều. Ok, ủa cái giống gì rồi. Hello hello, như đã hứa hôm bữa thì hôm nay chúng ta sẽ đến với video đi xả vé gacha của con gì quên mẹ nó cái tên rồi. Riot Demon King ha. Ok anh em ơi. Tích riết thì hôm nay cũng được 2000 mấy rồi. Qua game luôn nha anh em ơi, tại 3000 vé lận nên là chắc khá lâu. Ok, hôm nay không đi chơi, hôm bút không đi chơi hả Hoàng? Đây, ok. Hay hôm trước chỗ em mưa ngập nhà mà nuôi được cả cá luôn anh. Cúp điện từ 3 giờ chiều. Cái gì chơi 5 giờ sáng mới có. Uầy, ngon lành luôn em, chúc mừng em, vô mánh luôn. Ở đó là vô mà cái sực luôn. Ôi. Uầy, còn lại có 200 ô hả? 200 ô thì hôm nay chắc là phải giờ là phải ghép mấy con này lại. Hello 10 anh em đang xem nha. Hello hello anh em. Hôm nay thứ bảy không đi chơi đâu cả. Hôm nay xả vé chính của heo ha. Uầy. Uầy. Ở đây được 3 con hả? Ảo thế. Khoan. Ui. Ủa, ở đây 2 con. Ở trên này 1 con. Trời ơi, má 1 con mà nó kẹt ở trong cái đội hình. Nay em có đi chơi mới về hả? Ôi, đi Covid nữa. Ôi, lâu lắm mà anh chưa đi Covid luôn em. Trời ơi, lâu lắm mà anh còn chưa biết phim rạp là gì luôn ấy. Ảo thật. Thiệt, nói nhiều khi anh em không tin chứ lâu lắm rồi không biết đi coi phim rạp là gì á. Đủ 2 con chưa? Ủa? Nó đang trong cái đội hình nào đó hả? Ok. Uầy, nhưng mà con này còn nhiều nè. Chắc đem nó lên làm food. Con này cũng làm food được nè. Con này heo full nó rồi. Ai si bà. Ngày xưa đi kiếm nó lòi con mắt luôn, bây giờ thì đây. Uầy, giờ mà dọn hết cái đống này là cũng cả. Ui, trời. Ui, 4 con. Uầy, lâu lắm rồi không vô xem là cái đống này. Uầy. Uầy. Ở đâu ra dữ ta? Thôi kìa. Uầy. Ui, lâu lắm mà không vô cái ạc này nay. Ui, vô lại được quá chứ. Này, hổm rài toàn là chạy nhiệm vụ xong rồi quăng ở đó. Nay coi phim vui vẻ, coi phim ma giờ về tối sợ ma quá anh. Ui, rạp nay nghe nói đang có gì Transformer 1 gì đây. Nghe nói có nhiều Transformer robot biến hình đồ cũng hay, ví dụ như Bumblebee đồ này nọ, Optimus Prime đồ mà. Này thì full mẹ nó hết rồi. Uầy. Uầy, chị Hà Trụ. Xì bà. Vâng, em sẽ khóa chị Hà Trụ lại cái. Hôm nay là em sẽ không nâng chị lên đâu. Nhưng mà hôm nay em sẽ nâng cái con này lên. Ôi, đi xả vé cái nào. Đầu tiên là chúng ta đang có 3031 ha. Ôi, con số cũng tròn chỉnh khá là dễ nhớ. Nào, xả vé nào. Mấy phim đó mà mắc quá em không có đủ tiền. Ôi, nghe gì mà thương tâm vậy em. Ôi, mình không có tiền vậy thôi, mình ở nhà mình lên YouTube mình coi phim cũng được mà.
Không, mình chờ hôm nào ấy thì nó lên mạng rồi mình xem. Không phải cổ vũ cho phim ấy, nhưng mà nhiều khi thì túi tiền chúng ta không đủ thì chúng ta cũng không có suy nghĩ đến cái việc mà coi phim rạp ủng hộ nhà phát hành đó là này nọ, tại vì trời ơi cái túi tiền của chúng ta còn chưa có lo được mà sao chúng ta suy nghĩ được cho người khác các bạn, đúng không? Đó là ôi cứ lo cho bản thân mình trước đi. Ôi tính ra mấy con ít ít dạo này còn nhiều quá ta, hôm nào chắc phải dọn nó lên bớt quá. Coi rạp nó đẹp với kịch tính hơn hả? Ôi đúng rồi, ở đâu coi coi rạp là cho em đỡ sợ thôi, chứ em coi phim ma thì tất nhiên là coi rạp là nó đỡ sợ thôi. Ôi mà hôm nay vắng thế, hôm nay chị hình như là chỉ có anh em mình, đúng rồi. Trò chuyện là hiện tại là có 13 người xem, nhưng mà chỉ có một anh với em là ngồi trò chuyện với nhau thôi đấy Phúc ơi, chứ anh em hôm nay đi chơi hết rồi. Ui má, ngày xưa phải bỏ tiền ra mà để bỏ điểm ra mà mua con này. Ai giờ thì con đó vẫn là con đỉnh của heo đấy, nhưng mà qua thời của nó rồi, ảo ma Canada thì chứ. Uầy, dạo này bên này nó đang xả tỷ lệ hay sao mà quay ít. Uầy, lắc rồi. Hôm qua cũng tính lên, nhưng mà công việc dí với lại mạng mùng nó hôm qua lắc quá. Uầy, phải nói là hôm qua mạng đúng chất là lắc luôn á. Lắc không làm được gì luôn. Cậu tới 10 giờ đêm cái đầu mạng nó bình thường lại. Ảo thiệt chứ. Rồi ảo thiệt luôn. Uầy, đang ra cha ngon lành luôn ấy. Ai xì bà. Rồi, rớt mạng hết luôn khúc này rồi. Ảo thật. Ai, rồi ra đợi tí nào. Hôm bữa bạn Ngọc kêu là tối mình lên mình chơi Demon. Nhưng mà lên chơi thì bạn ấy đi mất tiêu rồi. Ảo thật đấy. Rồi, cái này video này cũng dài. Không lên stream với các bạn thì quay. Cái này mà quay thì chắc cũng khá là dài. Chắc cũng hơn cả tiếng ấy. Quay xả 3.000 vé. Nhớ lúc trước là như là xả 200, xả 300, xong rồi tới xả 100, rồi sau đó là xả lên thêm nữa. À, hình như xả nhiêu ta? Đó, như 200, 300, 500, 1.000, ở 1.000 rưỡi. Rồi hôm bữa là 1.800, 1.700 vậy đấy. Xong bây giờ là 2.000, ảo thật. Hello Phương ơi, anh đang chơi bản à, anh đang chơi cái bản gì anh cũng không biết nữa. Cái bản này ngày xưa anh chơi, anh đăng ký anh chơi rồi anh nạp VIP xong rồi tới giờ luôn á. Anh cũng không biết là cái logo này là của cái hàng nào luôn. Cái logo mà có hình này là của cái hàng nào ta? Anh cũng không biết luôn. Ơ kìa đậu thứ chuyện. Ơ kìa. Nãy đi về gặp chốt mấy anh công hang chỉ ngày em quá vô hả? Em tưởng ok. Ôi, nếu mình chạy đàng hoàng, mình chạy ngay ngắn thì mình đâu có gì đâu mà sợ em. Trừ khi mà mình chạy kiểu không ngay ngắn thì đây. Đây 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 đây. Đây. Đó, heo chơi cái logo này này, heo không biết là của cái nhà phát hành nào luôn. Không biết luôn, anh em biết cái nhà phát hành này là của bên nào không anh em? Chứ heo là hù rồi đấy, heo không biết cái bên nhà phát hành này, nhưng mà ui, nó ra trước cả con Milu luôn mà. Rồi sau này thì mới tới 7 game đồ này nọ. Mà dạo này còn có bản kia nữa, bản Quarry. Ủa đang làm tới đâu rồi ta? À vô tới đây dọn cái đã.
Hoài mới 360 à, còn 140 nữa. Hoài mà hồi nãy giờ hết được 300 vé rồi. Hoài lại quản đủ anh em ơi. Không đủ thì chịu cực vô dọn rác đồ tí ha. Khoan đợi tí. Tại em chưa đủ à, ui, mới 17 tuổi hả? Ui. Ui, cái đó thì thua rồi. Cái đó thì anh cũng không biết nói là gì. Ủa, mình nhớ là mình có cái auto leak của cái thằng này mà đúng không ta? À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đợi tí, đợi tí. Ok. Đấy, ok. Rồi, để auto leak nó làm nhiệm vụ. Chừng nào nó full thì tới lượt của heo. Giờ mình cũng đi dọn vé thôi. Chứ thật ra là bây giờ mấy con này chắc heo đem đi làm food là chính. Giờ đi kiếm mấy con hiếm nào này nọ chứ. Hoài. Với lại nâng mấy con này chủ yếu chắc lên làm food. Hoặc lên cho nó đủ bộ sưu tập cái đó. Chứ giờ người ta toàn chơi SB được không? Game Blitz anh mới ra có chiêu hiệu ứng 3D không anh? Anh cũng không biết nữa em. Anh còn chưa biết là cái chỗ mà để mình ghép mấy cái mảnh là level bao nhiêu mình mới mở ra nữa. Ảo thật luôn ấy. Để mai chiều anh rảnh anh vô anh coi anh chơi anh tìm hiểu coi. Wow, ngày xưa thì cũng có chơi đó nhưng mà lâu lắm rồi. Wow. Ui 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 cái thằng bình. Ao ao. Đâu rồi đâu rồi đâu rồi. Oai. Oai, mình bỏ vé ra mình mua nó rồi. Nó đâu rồi, nó đâu rồi. Oai. Ảo thật đấy. Rồi, gacha dạo này tỷ lệ khá cao, 79 góc. Anh em chơi thì có thể về xã thử nha. Ôi, bạn này mà nó xả ra được con ấy luôn. Ôi, rồi nữa rồi, rồi, rồi. Ảo hình đấy. Dấu hiệu nó lắc là nó lắc lượt 2-3 game. Rồi, mình mở tên nhân vật mấy con này lên. Để tí mình like con này mà mình không biết tên mấy cái nhân vật thì chắc anh em cười cho thúi đầu. Nói vậy chứ một số nhân vật cũng thua, không biết tên các bạn ơi. Mà mấy nay lắc bởi em chơi game mà FPS nó tuột từ 70 xuống mà rồi tiếp tục nữa. Ảo thật đấy. Ừ mấy bữa nay server cái mạng thì nó mạnh nó nhiều ấy, cho nhiều mê đấy. Nhưng mà mạng đi nước ngoài thì thôi thua luôn, không biết nói gì luôn. Mạng đi nước ngoài mấy bữa nay nó kiểu sao á. Ủa đúng rồi, nhưng mà quan trọng là con đó nó anh nâng full rồi. Hôm bữa anh bỏ điểm ra anh nâng full nó rồi. Ảo là ảo như vậy đấy chứ. Nâng nó full rồi, bây giờ đem nó lên nữa. Ê, ôi nhưng mà con đó tính ra là từ lúc mà anh chơi tới bây giờ anh quay chắc cũng gần 10.000 vé rồi đó. Mà mở ra được nó, quay trong chiêu mộ ra được nó thì chắc có đúng lần này thôi á. Đúng lần này là ra được nó. Còn mấy lần trước là không có ra được. Ảo thật đấy. Giờ thì chờ nó vô. Đây. Chờ nó login vô cũng cả một cái vấn đề. Ui. Tính ra ngày xưa công nhận chơi con này sao hay thiệt luôn á. Giờ có cái bảng mà phui vé vô lên được VIP cao. Nhưng mà nghĩa là ngày xưa sao mà chơi con này hay thiệt chứ. Lên múc ở trên luôn. Level giờ 200 mấy full level rồi. Hoài bên kia chơi mấy ngày má nó mới lên được có 50 thôi. Cái kiểu nó sao sao á.
Uầy, nào, vô coi coi. 700 bé rồi. Tiếp đi. Tính ra cái con thượng ngũ ngày xưa bỏ điểm ra mà mua từng điểm một, rồi tích vé, tích vòng rồi này nọ. Bây giờ thì ta nói quay được luôn. Ảo. Em chơi con hượng ngủ với Tamayo. Ủa, à phun rồi, phun rồi, phun rồi, phun rồi. Đi vô dọn thôi. Game này cài chay chơi phải kiên trì. Ừ đúng rồi, ạc này anh chơi lâu lắm rồi đấy chứ. Đúng chất cài chay luôn á. Thêm mít SP nữa. Đốt độc nhìn vơi vãi mà nhìn nó còn xấu xấu. Nhìn thôi cũng ức chế hả? À, ui. Nè, anh đang full nó rồi. Anh cũng không biết để nó làm gì nên anh nhét nó vô đội hình chính. Chắc mai mốt anh thay nó ra đấy. Anh đang tính là thay cho con Muzan vào này. Đó. Hoặc là mai mốt chắc đem con kia ra, nâng con này vô. Nhưng mà chưa biết là đi quay con này hay là quay con nham trụ UR để cho nó phòng thủ nữa. Ôi, ôi, nào. Đa số là 4 sao không? Giờ thì nó không có giống như bên con kho báu truyền huyết. Kho báu truyền huyết cái em bấm cái là nó tự vô, còn này có bấm đường về vậy đâu. Đó. Hai cái bên là cái gì ta? Để dịch lại coi, hủy bỏ chắc chắn. Rồi xong. Tính ra hai cái nút cũng như á thiệt ngứa mày không quạo thiệt. Mà tính ra con này cũng kiên trì thiệt. Cày chay tới bây giờ luôn. Giờ người ta chơi bản mấy bản kia người ta bỏ hết rồi mà bây giờ mình vẫn còn ngồi chơi bản này. Ảo thật. Ôi, bây giờ bắt đầu dọn mấy con này bắt đầu cực nè. Team anh có đam chính chưa? Anh nếu có rồi thì con nham không? Thì con ren á. Con để có đam chứ con nham em thấy năm sau cũng mạnh. À, ủa em có chơi hả Phúc? Hoài anh tưởng em không có chơi chứ. Con này hả? Con này hiện tại anh đang có hai con đam chính đấy. Một con là con thượng nhị. Với con đây, đây đây hai con chính của anh nè. Đây đam chính là con thượng nhị và con này. Con gì trụ gì của anh này? Thủy trụ. Game này không nạp cài lâu lắm. Anh đây 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 đây. Ôi, nói về quá trình mà nạp của anh thì đây. Anh em xem nè, đó, nạp gần lên được VIP 3. Cái mình thấy thôi, nhiêu đây mình cài chai được rồi, cái nên thôi, nghỉ mẹ nó đi. Em có mà chơi được đúng 2 ngày xong qua bảng 500. Còn lại để đó test tướng hả? Ôi, mà bảng 500 bên kia nó có vé không em? Ở lòng nó có event sự kiện gì không? Chứ anh lên level 50 rồi mà anh vẫn chưa thấy là nó ra ôm ra hồn gì hết. Không ra thấy ra ngô ra khoai gì hết. Không có event gì mà để tiêu vé hết rồi. Vé còn y đó. Đấy có hai con đam chính đấy. Thì em thấy là mình nên lấy con nào. Con nham trụ thì anh thấy năm sau thì nó cũng ngon đấy. Nó là chắc cũng không cần mà phải lên 9 sao. Giờ anh có 250 vé. Nếu mà xả hết 250 vé thì cũng ok đấy. Hello 14 anh em nha. Hôm nay đi xả hết 3.000 vé ra cha. Xả nãy giờ mới rồi. Bây giờ đầy rương rồi anh em ơi. Không có sự kiện mới anh. Ui. Vậy rồi cái vé kia mình lấy cái gì? Hello Ngọc ơi. Ui, anh mới nói với anh em là hôm qua hôm kia em với lại bạn em là đòi chơi con này mà tới nãy rồi xong lắc nữa.
Mà tới nay anh vô con này chơi thì lại không thấy em. Ảo rồi đấy, rồi xong. Không có sự kiện vậy mình tiêu cái bé 500 nó vô cái một gì giờ phút. Chỉ anh coi. Tại em bận á, ok anh đùa thôi chứ anh em ai cũng có việc bận mà. Hoài, người yêu người ôm gì. Cứ quẩy là tao phải đi chơi với người yêu chứ đâu ở nhà. Còn em thấy nếu có hai con đam chính thì em thấy nham trụ ngon á. Nếu anh thích dồn đam luôn thì con Ren U là ngon nhất. Con Ren U là con này phải không? Tại giờ anh đang có hai sự lựa chọn. Một là anh lên thủ là lên con này. Còn hai là anh lên con này được chỉ là 9 sao hay 10 sao vậy đấy. Game này không nạp cài chay ổn không anh? Nói chung là nó đuối hút đầu thôi em. Chứ còn hút sao thì bình thường. Bỉ ơi. Hello Kim ơi. Uầy. Con này con Ren UR thì nghe anh em bảo là đam kinh lắm. Nhưng mà hiện tại thì anh cũng đang có một sự lựa chọn. Đây. Anh đang. Rồi xong lắc nữa. Ảo thật. Đây. Đây anh đang có con này. Hai con nữa là nó sẽ lên được. Nhưng mà anh cũng chưa cho nó lên luôn. Anh vẫn để nha nằm đây. Ren đi anh, Ren nó hợp lý hơn. Rồi xong lắc được rồi, ảo thật đấy. Rồi hót cây vô lại thôi. Hello 13 anh em đang xem nha. Mình có nên xài Whipfall cho nó mượt hơn không nhỉ? Đợi tí, lên Whipfall cái. Game kho báo kiền thiết phút gì đầu cũng mệt. Mà không biết phút sau thì sao. Nếu em lên tầm 150 thì cái việc mà nạp không nạp thì anh thấy nó cũng vậy. Theo anh là vậy. Nó chỉ bất tiện cái là em dồn vé vô nhưng mà nó không có để tí anh vô anh cho xem. Nó bị kẹt có khúc đó thôi, còn lại thì anh thấy ok. Mấy con này không nạp thì nó chỉ bị kẹt có khúc đầu đó thôi. Nên lấy Zenitsu SB hay Ren UR? Anh giờ cũng không biết nữa. Ủa mà nếu lấy hai con đó thì mình bỏ con nào ra em? Nít giàu hơn em rồi hả? Uầy, cài chai đó em ơi. Nông dân chính hiệu đấy. Tiền đâu mà nạp ba này. Mà nói chứ tại vì cũng nạp vô cũng không biết làm gì á. Nạp vô bản, mấy bản này mà nạp nhiều cũng vậy à. Cái tính cũng hay ngộ, thích chơi mấy cái bản nào mà kiểu nạp gài chay vậy thôi chứ. Nào, vô game lại rồi. Không biết để quyết pho thì nó có vô hay không đây. Game nào? Game kho báo truyền huyết hay là game này? Đây. Anh em mà không nạp hoặc là nạp không tới thì đây như cái gói này. Gói này là VIP 3 chúng ta mới có thể ăn. Ở đây thì đang có là 248 gói. Không lấy được. Rồi ở đây thì ở đây đang có 36 gói. 36 gói hường hoặc là 18 gói quỷ. Nhưng mà cũng không ăn được. Tại cái này là VIP 5 đó. Thì nó chỉ giúp chúng ta là chạy một số cái, mở một số thứ thôi. Nạp hả? Anh nghĩ là em nạp gói nào cũng được. Nhưng tại vì chủ yếu là em lấy VIP thôi mà. Chứ em đâu có lấy quà gì. Mấy bản này em nạp lấy quà nó cũng đâu có con gì ngon. Đây đội hình chính của anh nè. Nếu vậy thì mình nên bỏ con nào ra? Chắc bỏ con thượng ngũ hả? Bỏ con thượng ngũ. Rồi bây giờ một là con Zenitsu với lại hai là con Ren. Thì mình lấy con nào em? Con Zenitsu thì dễ lấy hơn. Nhưng mà đa số là mấy anh top là anh hay xài mấy con kia.
anh nhắn phần ship ship, anh nhắn phần sắp xếp thử đi anh, là cái nào, là đội hình đó hả? Nếu đội hình thì ủa đội hình đâu rồi, đây đội hình nè, đây đội hình hiện tại, tiếp đội hình hả? Đây anh còn đang phân vân nên anh chưa biết là đây Muzan nữa này, Muzan đem vô để búp nữa này, còn chưa đem nữa, nhưng mà Muzan này chắc để đội hình phụ. Quay ngày xưa có con Nham nè, lấy con Nham đã đời rồi, cái bây giờ nó ra cái Nham UR, Nham UR cái giờ để luôn Nham UR luôn. Ê, tất nhiên là sẽ bỏ con này xuống rồi. Con này hôm bữa nâng lên cho nó đủ bộ. Đội này em thấy con Ren ngon hơn con Ren nữa. Vậy thì chắc là sẽ lên nó được tầm 10 sao hoặc 5 sao hoặc 9 sao gì đấy. Nhưng mà phải đi kiếm đồ cho nó. Đồ của nó thì chắc cũng hết mẹ nó rồi. Chưa nói tới việc mà hết đồ thì... Ui. Ok, cảm ơn em Ngọc ơi. Thấy Zen được hơn. Zen thì bây giờ thêm hai con nữa là lên tầm 14 sao. Hai con nữa thì con Zen thì nó cũng dễ kiếm. Con Zen thì đâu rồi ta? Nó nằm bên nào quên rồi. Đây. Đây. Ủa, bên này nó có quà không ta? Đây, lên 9 sao là chúng ta được 50 mảnh của nó. 50 mảnh là được một con. Đây, lên luôn đi. Tại vì, ủa khoan, từ từ. Nếu mà lấy một con bên đó, thì để ta dồn vô bên này để coi nó có ra được mảnh không ta. Ui, cái này là cái bình gì Phúc? Anh vô bao giờ anh lấy cái bình này luôn anh không biết. Sao anh em cho biết cái bình này là bình gì đấy anh em. Gen cũng được tại nó dễ kiếm hơn. Nếu gen anh đủ lên full trời full thì lấy gen đi anh. Em đi cài game rồi em lặn nữa. Ok Ngọc ơi, em mới level 67 à, em mới level 30, anh hỏi em sao anh biết. Uầy. Anh em biết cái bình này để làm cái gì không? Thôi, dù sao cái này mình cũng nhiều mà, để nâng lên rồi biết chứ gì. Nhiều khi cái bình đó là cái bình quay, nhưng mà không thì bỏ con ấy ra, bỏ con kia ra là chúng ta là có được rồi. Rồi lắc nữa, đậu thứ chuyện thiệt chứ. Ảo thật. Tức là nào nó cũng bị lắc vậy nhỉ. Ui, dùng con ấy rồi mà nó vẫn lắc banh nóc luôn. Nhưng nạp này nạp bằng dịch vụ em ơi. Còn hình như cái link mà anh để cho anh em là bên Milu thì TM game đồ này nọ đây. Mấy bên đó thì cũng có nạp đây. Tại em xem YouTube nhiều, em biết kha khá về tướng thôi anh. À. Vậy theo em thì bây giờ mình lấy con nào? Con Zenitsu hả? Hay là mình bỏ con Nezuko ra? Đúng không? Được không? Được không? Giờ mình chơi đội hình là full dam thì mình bỏ con Zen con ấy ra. Bỏ con Nezuko ra thì có bộ cũng không ổn lắm hả? Nếu Zen anh đủ lên full trời thì lấy Zen nữa. Zen thì anh không đủ rồi đấy. Tại vì con Hượng Nhị mà anh còn mới có tới đây. Thì anh mới 16 sao thì sao lên được 19 sao?
Anh thích con nào lấy con đó hả? Rồi, để anh lên con UR trước đi ha. Con UR thì tại vì sớm muộn thì cũng phải quay nữa. Ok. Level 3. Giờ anh đang tính là dồn vô cho con Hượng Nhị cho nó full nè. Anh thích cái chiêu của con Hượng Nhị nè. Uầy, 11 sao luôn rồi. Uầy, full luôn hả? Ảo thế. Uầy, UR full luôn rồi. Ơ kìa. Ảo. Uầy. Lâu lâu vô hâm lỡ mấy con ạc mà thật là hết hồn. Uầy, full luôn. Ok. Trời trời trời. Full nào không hay luôn. Bỏ ne thì em cũng không biết, mà bỏ ne mất hồi phục thì dễ đi lắm anh hả? Thì đó là lý do tại sao mà anh không bỏ con ne đó. Mặc dù con ne giờ nó out meta gần chết rồi, nhiều đội là bỏ rồi. Nhiều ông là bỏ con ne rồi mà bây giờ anh vẫn còn chơi con ne đấy chứ. Ơ kìa, đồ ăn. Hoài, gom hết nhiêu đây? Hết rồi, hết đồ ăn rồi. Ủa còn không? Hết rồi, hút trên này hết rồi. Có một hai cái thì giờ cũng không có lên đủ. Không lên đủ con này rồi. Mấy cái bình để làm gì ta, để đi ra coi mấy cái bình coi. Đúng rồi, chơi mà không có hồi phục cũng dễ toan nữa. Ủa mấy cái bình đâu ta? Ủa, anh nhận mấy cái bình rồi, mấy cái bình nằm đâu anh em? Ủa, mấy cái bình đó đâu rồi? Ơ kìa, cái bình đâu? Ảo thế. À, để cái bình đây, cái bình đây, cái bình đây. Còn một cái bình đỏ nữa. Này là bình xanh rồi. Đây. Uầy, nhiều vậy? 500 lần hả? Ủa, 500 nó làm gì ta? Uầy, đừng nói là nó hay cho food của mấy con này nha. Có đâu, nó đâu có hay được đâu. Cái đó anh cũng không biết luôn. Thôi mình tiếp tục đi dọn vé nào. Hồi nãy giờ đi hơi xa rồi, quay lại chủ đề chính thôi. Rồi. Náo nhiệt quá cái anh quên luôn. Nhưng mà chắc là anh sẽ lên con Hượng Hượng Nhị. Quay, tính ra Hượng Nhị tính ra cũng bá đạo đấy chứ. Mà tính ra là con Thượng Nhị trận chiến cuối là nó bị thua. Còn con Hượng Tam là nó tự nguỷ chứ nó có thua đâu. Hello 13 anh em đang xem nha. Ok. Hello anh em. Hello. Ui, 14 rồi ạ. Rồi, rớt xuống 13 lại rồi. Ok. Không em, trên manga phim thì nó chưa tới. Phim thì chắc còn lâu, chắc qua năm sau thì mới tới khúc đó. Nào, chị Luyến à. À, đây, để em cho chị mấy con food. Mấy con này giờ đem đi làm food. Con này thì chắc đem đi làm food luôn. Ui, đem mấy con này đi làm food đi. Nhiều quá rồi. Ra chơi thời gian cái nó ra một đống food. Ảo mà Canada. Làm sao có VIP 2 vậy anh em? Nạp em ơi.
Uầy, mấy con này đa phần là nạp hết chứ. Rồi nữa. Lạng quạng hôm nay không xả hết được 3.000 vé đấy chứ. Mới xả có 700 vé là full mẹ nó rồi. Mấy con này đa phần là nạp thôi em ơi. Lên gì trên manga thì tại thằng nhị nó nhây, nó chưa dùng hết sức. Đúng rồi, thì đó, thì nó chưa dùng hết sức đó, với lại nó kiểu như là nó không muốn hồi sinh thôi. Chứ ủa đâu, thằng nhị hả? Đâu? Ừ, thằng nhị nó nhây, mà cuối cùng thì nó cũng ấy. Còn cái thằng Tam là nó dùng hết sức rồi nhưng mà nó vẫn còn hồi sinh. Tính ra là thằng Tam nó ngon hơn thằng nhị đấy chứ. Thằng nhị nó nhây nhưng mà nó cuối cùng là nó bị chết thiệt. Còn thằng Tam thì nó không nhây nhưng mà nó không chết. Nó không muốn hồi sinh thôi. Nó không muốn hồi sinh lại. Chứ nó mà hồi sinh lại thì còn đánh nữa và nó sẽ thắng nữa. Ui, tính ra nó bất bại. Rớt cái đầu mà nó còn cố gắng. Ui, ảo thật. Nào, lên nào. Dọn rác thì mình phải dọn cho nó tới nơi tới chốn chứ đúng không? À, nào dọn thôi. Ok. Nay chủ nhật, nay thứ bảy Kim ơi. Với lại con này kiểu như nó không có đúng meta nên anh em cũng không mê lắm. Anh em trên kênh là đa số là mê One Piece Naruto. Hello Ú ơi. Uầy, nghe nói đi du lịch đâu mà vẫn lên xem live hả Ú? Uầy, nhất thì tự ti về nhan sắc, nhị thì ngộ độc thực phẩm, Tam thì vợ bắt về ăn cơm. Đủ rồi. Uầy, mà tính ra thì anh vẫn thích thằng thằng nhị hơn. Uầy, thằng nhị nó chưa dùng hết sức, chứ nếu mà dùng hết sức ngay từ đầu thì chắc nó không tới nổi. Không mà giật nó vẫn bị à. Tưởng ông không like chứ không thấy thông báo. Uầy, đây anh em phải bấm vào cái nút đăng ký. Xong rồi sau đó anh em xả xuống thì nó sẽ có cái chuông. À, nhiều tình trạng là anh em không bấm, anh em đã bấm đăng ký nhưng mà anh em phải bấm vào cái chỗ tất cả. À, thì nó mới hiện cái thông báo lên, chứ không là anh em bị mất cái đề xuất đấy. Hôm bữa mới tìm ra được cái vấn đề, một số anh em báo là như vậy, phải bấm vô đó thì nó mới ra cái đề xuất, chứ không thì nó im im mà nó đi luôn à. Nào con này, ok. Uầy, từng rồi ông đi công tác không lai hả? À, đón thêm thành viên mới. Đó là nghỉ. Uầy, mà tính ra cuối cùng cái kết kiểu như tác giả làm vội hay sao? Uầy, nói chứ vẫn tiếc cho cái con Hunter x Hunter gian dở chưa tới đâu hết thì tác giả không làm tiếp. Uầy, 9 sao hả? 9 sao thì nhưng nó đâu còn phút nữa đâu. Thôi để đó đi, 9 sao thì cho nó để đó đi. Con này rảnh điểm thì hãy lên tiếp. Giờ thì đem nó đi làm phút luôn ơi. Con này làm phút làm ơi, khoan từ từ. À, làm phút 9 sao đi. Để cho nó làm phút 9 sao luôn ơi. Nói chung thằng Muzan nó khôn hơn thì stat quỷ đòn bị diệt từ lúc. Đúng rồi. Với lại anh cũng nó cũng không hết sức ngay từ đầu. Chứ nếu mà nó hết sức ngay từ đầu thì chúng ta đã không có chuyện mà xem rồi. Ok ok, cảm ơn Ú ơi. Vậy là Muzan không được khôn á. Uầy, nó bị ngu ấy. Anh đón thêm thành viên hả? Sao anh không thông báo? Ok ok, cảm ơn Phúc ơi. Hello Hoàng Phúc ơi. Hoài,
thông báo từ từ để mai mốt lên lâu lâu ẩm lên cho nó xin tiền donate của mấy cô mấy chú chứ. Rồi. Chắc lên sớm quá mất cái bất ngờ hết. Ôi 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 ôi. Ủa. Con đấy là đúng rồi, nhưng mà tính ra con Muzan nó cũng cũng khỏe thiệt chứ. Chứ như một mình nó mà chấp cả y một cái xác quỷ đòn thì tính ra nó cũng ok đấy, nhưng mà tác giả sắp nó là nhân vật phụ rồi, nên là nó chỉ diễn được tới đó thôi. Chứ nếu mà nó là nhân vật chính thì câu chuyện đã được đi xa hơn rồi. Ok, cảm ơn Kim nhiều luôn. Ôi, bây giờ em xuống luôn hả? Ai, hôm nay anh em xuống nhiều quá nhỉ? Video có thể hơi nhạt nhẽo anh em thông cảm ha. Tại đi xả cái vé này thì phải chịu, phải dọn kho thôi. VIP cao thì mới mở được cái kho bự. Mà hôm nay xả vé thì xả cũng hơi nhiều. Không có nghĩ tới mà xả mà một lần mà nó ra một đống như này. Ôi, giờ còn dư 200 ô, thôi đi quay tiếp thôi. Được nhiều thì hay nhiều ha. 800 vé. 800 vé thì trả tiếp thôi. Quay, tại tác giả định nó là người xấu rồi. Người xấu thì không qua nổi con trăng, nên là nó bắt buộc nó phải end game sớm thôi. Chứ nó mà là người tốt thì chắc là quay. Em có xem mấy bộ của Trung Quốc không? Anh đang nghe bộ của gì quên mẹ nó rồi, Tiên Nghịch. Rồi. Đúng chất là bộ đó là viết về kiểu như là bộ đó hay đó, bộ đó là ngã quỷ. Rồi. Nghe đi Kim. Mình chuyển sang mình nghe chuyện chữ đi cũng hay lắm á. Không cần đọc manga. Nhưng mà hiện giờ sướng, nghe chuyện chữ sướng. Giờ là chỉ cần mở audio lên mà ngồi nghe thôi chứ có cần mà phải làm gì đâu. À, bộ đó em chưa xem hả? Wow. Tính ra thì giờ anh lại ghiền mấy cái bộ chuyện chữ hơn. Giờ mở audio lên là nghe thôi. Ê, 200 mô thì chắc cũng khoảng được 800. 800 thì mình dọn thêm một lần nữa thì nó sẽ đủ. Ê. Ngập đi chơi game rồi Kim ơi. Hello 14 anh em nha. Hôm nay đi xả 3.000 vé nên là có vẻ nó hơi bị nhạt nhòa với nhiều anh em. Nhưng mà uầy, hồi nãy nó mới ra được con thượng ngũ đấy. Tướng hiếm. Ôi, tính ra là tỷ lệ là 1/10.000. Thiệt, tỷ lệ là 1/10.000 anh em. Uầy, có một số con game mà một số con hero là đúng chất là 1/10.000 đâu. Uầy, nào chị Hà trụ ơi kìa. Đi đi chị. Ủa, mà con SB trong cái rương chọn SB là em chọn gì hả Phúc? Bộ manga Uruma em còn chưa đọc hết hả? Quay. Tính ra thì bộ này anh cũng có đọc đâu. Anh lên anh xem tóm tắt thôi. Rồi cái bộ Mark em biết không? Cái hằng mà cái có bộ chuyện mà như giống y như là Harry Potter. Anh em có xem bộ đó không? Quay. Còn 1.600, ai còn 1.600 thì chắc cũng hơi dài đấy. Rương SB thì em hít mic. Ok, anh cũng hít mic. Anh quay còn ra nhiều SSR hơn em quay 50 rương được một con. Ui, hôm nay anh quay SSR không đấy em. Anh đi kiếm một con SR coi nè. Đây, em nhìn nè.
SR nè, đó, SR nè, nó được có một chút xíu à, không đủ để nhét kẻ răng luôn ấy. Đen hết là cùng mà. Anh cũng xài mic mà anh vô trong top đấu trường anh thấy toàn là mọi người xài chị Hà không à. Thấy chị Hà, Hà trụ nó kiểu nó mặc bộ đồ đen nó làm sao á, nên là anh không có chọn con Hà trụ. Thấy anh em chọn Hà trụ nhiều lắm. Anh thì thôi. Ở đó thì anh này anh cũng xài chỉ mic nè, nhưng mà mic không tới nơi tới chốn, nhưng mà mic SS chứ không phải là SB. Hoài. Qua bên đó thì được xài SB, nhưng mà lâu lâu chắc cũng phải lâu á, lâu mới gom đủ vé của nó. Mà 200 vé được. Ôi mà đúng chất là bên bên cái bảng 500 đô là tỷ lệ quay là hơi bị chán nha. Tỷ lệ quay bên đó là hero là SS là quay cực kỳ hiếp nha. Kiểu nó sao sao ấy. Nó ra toàn 3 sao là nhiều. Hoài nó chỉnh là cái tỷ lệ nhìn chán thiệt luôn á. Tính ra mỗi ngày mà nó không cho vé là cũng không cũng lười đi nâng luôn thiệt. À, con mít thì anh cũng đâu có biết kêu nó đâu, nhưng mà được cái thì như em nói chứ là nó quầy, nó tướng nó cao ráo, dễ thấy chiêu của nó. Chứ đi hằng hượng tam thì nó quầy cũng hơi chán. Hượng tam giờ anh lên chắc tầm 14 sao chắc hết đường lên nữa. Phải chờ có event hay là gì đó hoặc lên VIP mới mua được mảnh nữa chứ. Ôi. Ôi có mấy ông mua được con Muzan với lại con Nham trụ ấy. Ôi méo biết mua đâu luôn. Chắc mấy cha nạp quá. Wow wow. Ôi. Dọn bớt 100 vé rồi 100 chỗ xong rồi chúng ta sẽ tiếp tục cuộc đi hành trần nha anh em ơi. Sắp hết vé rồi anh em yên tâm. Còn khoảng 1.400 hơn bao nhiêu đó nãy quên mẹ quên coi rồi. Nhưng mà cuộc hành trần sắp hết rồi. Chơi tam đúng kiểu chỉ tăng để đam không bằng con thượng thủ. Sao nữa mà con tam nó 14 sao rồi. Ôi anh cũng đang tính là anh bỏ con tam đây. Anh đang tính dồn điểm vô anh mua con anh đang tính dồn điểm anh đi mua con Nezuko cho nó búp máu rồi anh bỏ cái bãi ra. Chứ anh thấy con tam anh ngán quá. Được có cái skin. Mấy ông đó chắc nạp đúng rồi. Uầy em qua server mới kìa. Uầy top 100 toàn nạp không. Ảo ma Canada thiệt. Chỉ mình vô mình chơi mình thấy kiểu tuổi thân luôn á. Sao mà chúng nó nạp không. Còn mình thì uầy cà chay muôn năm. Wow. Ok ok. Ui, nay còn được 160.000 đá. Thì thôi, sẵn tiện thì đưa mấy em đó lên cao cao luôn. Ok. Đưa lên 10 sao hết. 10 sao, 11 sao để làm food cao. Ui, con này heo chưa có nè. Con này thì lên hình như full 19 sao rồi. Cài mấy ông đó nạp đủ móc rồi gửi cho ad game hả? Chắc có hả? À cài chai sao lại mấy người nạp. Uầy anh qua server nạp cái lòng anh qua server mới server 2 cái anh thấy coi bộ không ổn thôi cái anh ve đít về server cũ mình chơi chứ bên đó coi bộ gió lớn quá chơi không lại. Anh em bên đó top 100 mà mấy ông còn nạp ác vậy thì sao mình chơi lại. Thôi anh thôi nghỉ. Về vườn cắm câu chứ chơi bời gì kiểu đó.
ông nào cũng hủ cho mình ta nói đội hình VIP không. Wow, còn 60 con nữa. Uầy, dọn mệt nghỉ luôn anh em ơi. Sáu chục con thì dọn trên này đi. À, bảng phi bảng bên kia bụi ơi, bảng này là bảng chính nha. Uầy, bảng chính chứ tối lên live mà mình live bảng free gì? Bảng này bảng chính đấy, xả 3.000 vé. Uầy, chứ bảng kia tiền đâu xả được vậy? Mấy ông đó top 100 đến 160 ai cũng Busan không thì nham. Có thì có cả hai. Ôi ôi, mình nhìn kiểu mình đang vui đang hứng thú cái mình vô cái mình thấy là thôi 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 thôi, cho em xin hai chữ bình an. Ảo quá, ảo quá. Nào lấy một mớ con 6 sao cái đã. Rồi. Anh Thủy. Ủa, này anh Thủy, này anh Thủy. Ok ok. Con này kiếm 9 sao, 9 sao cùng hệ. Ok, cho con này lên 9 sao đi. Con này dễ kiếm. Uầy, bởi vậy ta nói cái nào nó cũng có cái giá của nó. Mình chơi bảng chính thì tính ra thì giờ anh cũng vô được top top 10. Top 9, top 10 còn đó, bảng free đấy. Uầy, nhét cái chân vô không lọt luôn á. Mình thôi. Ở đây mình chơi bảng này thôi chứ qua bên kia chơi không lại anh em ơi. À, nó không còn nó còn có 3 con 6 sao à. Ok. Lên cho nó một mớ con 6 sao rồi nâng một con lên một mớ con lên 9 sao. Con này lên 9 sao. Uầy, chị Hà 9 sao hả? À, 9 sao thì gỡ Hà ra. Chúng ta có food cho chị Hà mà. Đấy, uầy. Tính ra để dành 30.000 ở lộng 3.000 vé giờ vô xã nâng uầy phê luôn, cũng hên là dạo này kiếm mấy đá đột phá cũng có phần là nó cũng hơi được ngon chút. Chứ không thì thua. Uầy, dạo này tầm tháng là heo được cả 100.000 đá đột phá. Quê, nói chuyện là tí nữa là lên nữa rồi. Lên nữa là ăn cám luôn. Kìa. Con food này. Bên này food này. 9 sao. Ok. Đâu rồi, đâu rồi. Đây, chị Hà. Ui, chị Hà 16 sao rồi hả? Ok, để em giúp chị Hà. Ok. Dưới này còn chị Hà không? Hết rồi, hết chị Hà rồi. Uầy. Uầy. Ê, con này em cũng đang có cả mớ nè. Ở đây có một con. Ở đây có một con. Giờ mấy con này đem đi làm food hết. Con mít thì ít.
SR, còn những bạn cài chai lâu cũng SB là tàn. Nick em có kết bạn với ông top 1 server 1, ông đánh đội hình em đi con đúng thằng Tam mà nó còn đúng một máu hả? À, mà đội em con nào cũng hơn 10 sao, con mít với ngủ là chính. Uầy, tính ra vậy là em chơi nhiều rồi đó chứ. Anh cũng server 1 mà đội hình anh uầy lạc đẹp bãi lờ. À, chủ là nam. Không, anh biết nó là nam nhưng mà anh nhìn nó giống nữ nên là anh cho nó là nữ luôn. Nó là nữ biết nhưng mà kiểu thôi mình cho nó là nữ luôn đi. Có lộn nó là nam nhưng mà thôi cho nó là nữ đi. Nhìn nó không thể nào mà kêu là chị được, là anh được. Nên anh quyết định anh cho nó là nữ. Nào, một con chín sao. Ok. Ui, ui. Bắt đầu con đường dọn rác hơi chông gai rồi đấy. Bắt đầu phải nuôi một số con 6 sao. Xong là mình lên một số con 9 sao của nhiều hệ. Chứ hồi nãy giờ là mình đang nâng tụi nó lên hơi nhiều. Mình đang bỏ bê cái công việc đi dọn vé của mình. Hello 15 anh em đang xem nha. Uầy. Hôm nay mình đổi sang tối nay mình like con này mình dọn 3.000 vé gacha ha. Đó là video nó có nhiều khi nó sẽ hơi bị nhàn vì đi dọn rác, anh em thông cảm nha anh em. Ok. Sẽ lên một vài con 9 sao tại hồi nãy giờ là không có con nào 9 sao cả. Ok. Rồi, chị bà này là Tamayo, bà này là bà gì quên mẹ nó rồi. Đúng rồi, Tamayo. Hên hên chưa ốp xem được thiếu. Hello, hello Phát ơi. Oai. Dạo này buồn quá, Phát dạo này không xem video nữa. Mới về hả? Ok, đúng rồi, sau anh gọi Hà Trụ là anh được vì Hà Trụ mãi mãi. Tuổi 14, ảo thật đấy. Ôi, quá, nó nhỏ tuổi nhất trong đám luôn hả? À, anh đọc anh không có để ý cái khúc đó. Nào, còn bao nhiêu vé nào? Uầy, 1.600. Chắc uầy, ra được hai con, được con 2S luôn. Chắc là chúng ta xuống khoảng 600 vé nữa là hết cost. Hôm nay không có nhà tài trợ chính nên là không có đi xa hơn nữa. Nhưng mà để coi, nếu ấy thì tí ngồi lâu hơn chút với anh em. Hôm nay thứ bảy mà đúng không? Anh Độ còn stream cho tới sáng mở hẻ được mà không lẽ mình đi xả 3.000 vé này mình ốp sớm. Đâu phải lúc nào cũng có 3.000 vé để mà xả đâu. Nào, xả hết đi rồi tính. Mà tính ra Sukuna với chắc chơi hận với nhau. Chơi hận với nhau lắm nhỉ, cho kẻ định thành 1/2 à. À, tôi không có thời gian xem. Uầy. Uầy, dạo này mình làm gì Phát? Dạo này em đi làm gì rồi? Uầy, nghe nói anh em có công việc là thấy vui rồi. Hôm nào rảnh thì lên xem. Tới tối rồi lên 8 với anh em cũng được. Uầy, dạo này tỷ lệ SR ngon đấy chứ. SR toàn đồ ngon không? Ok. Đấy, quay quay food cũng khá nhiều nha, đủ loại hệ. Quay 400 vé rồi. Chắc chuẩn bị đầy túi nữa rồi. Nhưng mà bây giờ vô chắc dọn thêm 2 lần nữa là xong à. Giờ là chắc
Heo chủ yếu là dọn cho nó lên 9 sao với lại 6 sao, gom nó gọn lại thôi. Chứ gom nó lên 11, 12 sao thì nó sẽ bị lâu thời gian của anh em. Dọn khoảng 2 lần nữa là hết rồi. Cố lên, cố lên. Ui, 1.100 rồi. 1.100 là dọn 2 lần nữa. 2 lần là 400 ô nữa là đủ rồi. Gozo với Mucho à? Phục vụ quá ăn. À, quán ăn chiều tối thì chơi. Thì đi chợ bán trái cây từ thiện. À, quay. Quay, giúp đời vậy là ngon rồi em. Quay. Chúc mừng em nha. Rồi. Quay, tính ra thì bây giờ mình có thời gian, mình rảnh rỗi, mình có điều kiện thì mình cứ nên làm phước em ơi, tích phước từ từ thôi. Rồi một ngày nào đó thì em cũng sẽ nhận lại những thứ xứng đáng với mình thôi. Dạo này nhân quả tới lẹ lắm. Cố lên, cố lên. Wow, gán xuống tầm 800 nào. 800 thì chút chúng ta dọn chắc cũng khoảng một lần nữa. À, ok, ôi, mày cỡ nào thì cỡ, chắc phải dọn 2 lần rồi. Ok. Ồ, 1.600. Xuống tới đây là ôi, 700 vé hả? Nào, tiếp tục anh em ơi. Lay đua hả? Đăng nhập tài khoản đăng nhập tài khoản rồi nạp tiền vô Ú ơi. Giúp bà con cho bà con vui cho mình là vui. Đúng rồi, thấy nụ cười của người ta là mình thấy mình cũng vui rồi em. Rồi. Cứ đem lại nụ cười cho người khác là mình thấy mình cũng hạnh phúc rồi. Cố lên, cố lên. Việc tốt cần được nhân rộng, cố lên đi em. Tôi không rành công nghệ hả? Ok, ui, có thì đón, không có thì thôi Ú ơi. Akainu với Aka gì? Gì? Akaya đều giống nhau. Ok. Hết hồn đang chơi bên này tự nhiên thấy Akainu đâu đó. Ảo thật. Hôm nay xả vé hơi nhiều nha, nên là video chắc có thể là nó sẽ dài 1 tiếng rưỡi nha. Anh em nào bận đi ngủ mai đi chơi gì ha. Bận đi chơi với người yêu thì cứ đi á, mai mình lên xem lại video retream giúp heo cũng được nha. Quầy chỉ cần treo đó hơn 5 phút là cho heo xin một cái like nữa là đẹp rồi các bạn ơi. Chứ mình không có thời gian mà mình ngồi mình xem thì chắc cũng thấy cũng có lỗi với anh em quá. Không, tại vì quay 1.000 đâu quay 3.000 vé thì nó hơi bị lâu ấy, lâu cái phần dọn nè Ú ơi, nên là hôm nay chơi tới bến với anh em luôn. Ôi. Vậy mới đã hả? Ôi. Xả là xả lần 3.000 mà. Ôi mấy lần trước xả 2.000, 1.000 quay khoảng nửa tiếng đồng hồ. Giờ thì ta nói ôi. Mệt nghỉ luôn, nay chơi tới bến với anh em luôn. Tới sáng luôn cũng được hả? Hoài sáng anh em đi chơi. Nhiều ông mai còn đi chơi rồi mai nhiều anh em còn phải đi làm. Ôi chủ nhật mà nhiều ông còn phải đi làm. Ôi nhiều bạn mai còn phải đi học thêm mà. Hoài nhớ ngày xưa heo thứ bảy chủ nhật còn phải đi học thêm á. Tính ra là đi học không có ngày nghỉ luôn á. Ảo thật đấy. Tính ra đi đi học thì nó chỉ áp lực mấy con số. Mà đi mai mốt mình lớn mình đi làm thì mình cũng áp lực mấy con số. Cái nào cũng là số. Rồi rồi rồi, bên hệ quỷ nữa. Ôi hệ quỷ cũng một mớ là bớt được 100 rồi này. À xong cái mình rút lên cho nó một mớ nữa. Ok. Đấy, hôm nay chơi tới bến nên là anh em nào được thì cứ bấm like mạnh tay ha. Heo không có tiếc mấy cái like đâu. Cứ bấm mạnh tay đi anh em ơi. Nào. Cho nó thêm 6 con 6 con 6 sao nữa.
Thành viên mới của ông là trai hay gái? À là trai Ú ơi. Ôi dễ thương lắm. Để hôm nào ấy đi rồi rảnh lên xin tiền donate của mấy cô chú. Cứ mỗi người chuẩn bị 20 lên lì xì donate là ok rồi. Hồi đi học em không biết lực gì, lực gì, lực bùa là gì, tại trong phòng em gần 95% là lực nên em chỉ cúp. Là có phao đồ đó hả? Đang ngồi stream anh em nói gì nghe hơi nhột nhột. Ok ok Phát ơi. Đây là thành viên lâu năm và uy tín của chúng ta. Đây bạn Phát. Đây, bạn Phát từng chơi chung với bạn Kim và bạn bạn Ruby. Bạn Kim và bạn gì quên mẹ nó cái tên rồi. Tự nhiên cái bị ngáo luôn. Bạn Ngọc. Và cũng là thành viên lâu năm của chúng ta. Nên là Tết nay là bé nó sẽ có đồ mới của mấy cô chú cho. Rồi hai mặt bé cảm ơn Phát nhiều luôn nha. Phát thì chắc không bao giờ hất hứa đâu anh em ơi. Đúng rồi. Bèo bèo chắc cũng mua được một bộ đồ chứ đúng không? Đâu ba bộ chứ. Ở trên heo là anh em nào mà biết Bình Dương, anh em nào ở Bình Dương thì chắc biết chợ đêm của Bình Dương mà đúng không? Rồi 100.000 ba bộ. Bé chỉ cần thế thôi chứ bé cũng không cần nhiều. 100.000 là có được ba bộ rồi. Con mắm này sao nhiều vậy? Kìa một đống luôn. Không sao. Cho nó tầm 6 con hoặc 10 con 6 sao đi. Ok. Dọn lần này xong rồi tí mình xả thêm 200 vé gì? Khoảng 400 vé nữa là xong, mình dọn thêm một lần nữa là mình xả thêm 400 vé nữa là đủ luôn. May là làm nhiệm vụ mà ra vé là hết vé để làm luôn. Ảo thịt đấy. Hết rồi. Đưa nó lên đây. hôm nay nói chuyện mà khang tiếng luôn anh em biết cỡ nào. Còn 83.000 hả? 83.000 thì cái 83.000 chứ. Sao mấy video nào anh cũng chỉ có một comment tải thôi vậy anh? Anh tắt cái bình luận lâu rồi lẹ ơi, do là ở dưới một số anh em hay gây war á, nên là anh tắt cái bình luận cho anh em đỡ gây war á. Kiểu như là một số con game mà anh em chơi không được, anh em vô anh em chơi hay gây war hay là tạo tài khoản không được thì anh em hay war á, nên là anh tắt đó luôn rồi. Tắt lâu rồi đó chứ. Để nó vậy nhìn cho nó đẹp chứ. Mà nói chung thì tắt cái bình luận đi. Hôm nào rảnh thì mình mở lên lại. Mà không, chắc không mở đâu. Giờ em không biết chơi con game nào nữa. Em thích thể loại nào anh tư vấn cho nè. Anime, rồi One Piece, Goku, hay là em chơi con Tam Quốc. Em muốn con gì? Tây Du cũng có luôn. Tây Du thì qua bên Vlog hôm qua hồi chiều thì mới lên một con cũng khá là ok. Giờ nhiều thành phần gây hấn lắm, mạng xã hội nhiều thành phần để trâu. Nên là thôi anh tắt cái bình luận cho anh em đỡ gây quơ, đỡ chửi nhau. Mặc dù tắt bình luận thì nó cũng mất đi đề sức dữ lắm, nhưng mà thôi kệ, tắt bình luận đi cho nó chắc. Nào làm thêm 6 con 6 sao nữa. Tính ra hồi nãy giờ tưởng đâu dọn xong rồi, nhưng mà nhìn lại rồi bây giờ còn một đống.
Thôi vậy chút chắc xả khoảng chừng 500 vé nữa, xong rồi cái mình vô mình dọn thêm một lần nữa. Rồi là tí heo sẽ quay 500 lần cuối cùng. Để nó còn cái vé 4 sao gì 5 sao để mà làm food. Chứ xả luôn là thấy ăn cám luôn ấy. Xem 1 hay 5 rồi mới biết hả? À tại vì anh thấy như là bên VTV hay là báo thanh niên đồ này nọ, một số kênh người ta tắt cái bình luận á. Nên là anh thấy vậy cũng tiện, ở dưới là đỡ phải nhiều anh em gây quơ với nhau chửi bới hay là một số thành phần vô công kích đồ này nọ, nên là ôi anh tắt luôn cho rồi. Mà tắt vậy nó cũng đỡ một phần lắm chứ. Ui nha, hôm nay chắc cũng đủ hẻ đột phá đấy. Hy vọng là đủ. À Hiếu rồi chắc cũng mệt đấy. Em thích kiểu game sắp xếp đội hình thẻ bài chiến thuật. Tam Quốc cũng có nè. Tam Quốc thì con em qua bên kênh Vlog. Nó có con hôm bữa mới up con gì chiến đấu Tam Quốc hay cái gì đấy. Mà nó có con hắc kim á. Uầy, bạn nó mới chơi cũng được. Không thì em tải Thiếu niên Tam Quốc, Thiếu niên Ba Quy mới á, mới up hồi chiều luôn. Uầy, tặng cả hero mới. À, cay. Có mấy tháng mà bây giờ nó tặng luôn cái con hero mới. Quanh bích đồ này nọ thì kênh này đầy nhóc luôn. Mà Tết ông like được không? Uầy, Tết có tiền là like hết anh em ơi. Uầy, đừng nói, đừng hỏi mà Tết có like hay không. Tết có tiền là like hết. Trời ơi, thời buổi này mà uầy, làm kiếm tiền khó lắm. Lên anh em là like, anh em lì xì là uầy, like hết. Để sẵn luôn số Momo dưới luôn, mà cho anh em nào donate thì don luôn, chuyển hẳn qua Momo luôn cũng được nữa. Ôi, vô tư vô tư. Rama trong video review à của bà Ngọc. Rama, ờ à, đúng rồi đấy. Ôi kiểu kiểu vậy đó. Nên là hơi mệt lắm, nên là thôi tắt comment luôn là đẹp. Em khá dễ xem video nào trên TikTok, thấy mấy ghê quơ thì em báo cáo. Ôi, báo cáo sao hết em. Anh heo Tết có like thì bồng bé lên like kiếm xíu tiền anh. Ôi, trời ơi, tư bản gì em ơi. Có tiền là mình chơi tuốt chứ. Ôi, thời bữa này kiếm tiền khó mà. Có hả? Ôi, nếu vậy được thì trời ơi, Tết ẵm bé lên ngồi like chung ha. Ôi ấy hay mấy cô chú rồi lên donate lì xì cho ha. Uầy, ngon lành luôn. Cái mà anh em tự nhiên mà thấy đang like mà nó tắt là hiểu rồi đó. Uầy, có hình ảnh của chị em trong đó, ảo ma Canada luôn. Ngày Tết cái vui cả làng luôn. Trời ơi. Uầy, có ruby Tết cũng lì xì cho bé nữa hả? Trời ơi, ngon luôn. À, trên Bình Dương thì cứ 10.000 ba bộ gì, 100.000 ba bộ nha. Ừ, rẻ lắm, rẻ lắm. Quần áo nít thì cũng rẻ lắm, 100.000 ba bộ. À, không có đồ nhiều, bé không đồ nhiều ha. Ôi, mua đồ mắc tiền thì xà mặt thời gian thì nó cũng chật, nên là bé không có cần nhiều hả. 100.000 ba bộ. À, mấy cô chú muốn cho ba bộ, sáu bộ gì thì tùy ha. Wow, 200 lẻ mấy. Rồi, dọn thôi. Dọn 500 vé xong rồi chúng ta vô dọn thêm một lần nữa là chúng ta sẽ trống thôi. Ok, nào tiếp. Còn 900 vé. Ôi, 1 tiếng 18 phút rồi. Kêu bà Ngọc luôn hả? Ôi, vậy là trước mắt là thấy là có được 400k rồi đúng không? Trời ơi, 400k là 4312 bộ, ngon lành luôn. Cô chú già quá anh hả? Phải kêu bằng chị, anh chị hả? Ok luôn, ok luôn Phúc ơi. Kêu bà Ngọc luôn hả? Kêu cô chú thấy mình kiểu già. Ôi, ráng đi em. Em cỡ như anh tầm những vài ấy là bây giờ anh ra đường mà anh nhiều khi mà anh còn mong lung quá là anh kiểu ủa bây giờ ra đường toàn 2k mốt, 2k, ui
là năm rồi nhá, năm nay là kiểu giờ đi ra đường là kiểu 2K4, 2K5, giờ 2024 rồi, 2K4, 2K5 đồ, 2K6 rồi. Wow, ủa kiểu mình già dữ vậy sao ta, ôi nhanh dữ vậy. Ôi, má cái kiểu nó bị sang chấn tâm lý luôn á anh em. Ủa kiểu, chết rồi, ủa, vậy là mình già dữ lắm rồi hả ta. Ủa sao giờ tự nhiên ra đường thấy toàn là 2K4, 2K5, 2K6, ôi. Còn mấy bé mà 16 tuổi thì bây giờ là khoảng bao nhiêu ta? 16 thì trừ 4, 24. Ui, 2K10, 2K9, 2K10. Ủa, quay. Ui, tính xuống 2K10 là kiểu đó. Ủa, what the fuck? Ủa, cái gì vậy? Ủa, mình già tới mức vậy rồi hả? Ôi, ảo thật. Được, thì 15, 16 tuổi đó. Ui, là kiểu 2K9, 2K10 ấy. Ủa? Ôi, mình kiểu wow, nhanh dữ vậy. Giờ mình suy nghĩ lại cái thời mà hồi đó mà coi One Piece. Hồi qua mới coi Ấn Độ mở hẻ. Chị Trang chỉ nói hồi đó chỉ coi One Piece là năm 2014. Ôi, cái anh chợt nghĩ lại, ủa, hồi đó anh coi One Piece hồi năm nào? Là hồi đó được thằng bạn nó rủ coi One Piece. Má cái mình nhớ là, ủa, hồi đó là mình coi là lúc đó là năm 2012. Bác coi One Piece được 12 năm rồi. Ui, hơn một thập kỷ đúng không ta? Đúng rồi, 10 năm là một thập kỷ. Quải thì chứ, ui, hơn 10 năm để coi một bộ anime manga. Và mình nhớ lại là, ui, mới đó mà đã 12 năm rồi. Ui, cái chực nhớ lại giờ nghe anh em nói lại kêu anh chị cô chú, kêu anh chị thôi chứ cô chú nghe già quá. Ui, nhớ lại giờ đi ra đường hỏi sinh năm nhiêu, 2K9, 2K4, 2K5. Wow, cái bây giờ tới mấy mùa hè mà cái kiểu lên hay coi tin tức đồ gì tiếp sức mùa thi rồi ôn thi đó là thi cử. Wow, bây giờ mình bao nhiêu rồi? Ui, giờ toàn 2K mấy ta? 2K4, 2K6, 2K5. Đúng rồi, 2K6, 2K5. Ui, má, ủa, từ khi nào mà sao mình già dữ vậy trời? Wow, cái thời mình nó qua lẹ kinh thiệt chứ. Ui, rồi ở đây, những anh em này. Đây, bạn Lệ Trần, đây, bạn Cá Phát, bạn Kim Ruby, bạn Phúc Lê. Rồi những bạn này sau này cũng sẽ được trải nghiệm cảm giác như heo thôi. Rồi sau này các bạn sẽ thấy, ừ, rồi đó mà, ừ, đấy, sau này thì các bạn cũng sẽ được như heo thôi. Ôi, thời gian nhanh lắm, thấm thoát cái, ôi, tại sao lại già như thế? Ừ. À, sinh năm mấy hả? Ôi, nay cũng già rồi anh em ơi, như là 95 hay bao nhiêu ấy. Ôi, cũng không nhớ luôn, ảo lắm, bây giờ là không nhớ được cái tuổi mình luôn mà. Sang chấn tâm lý à, ôi, nay ra ngoài bạn chị tôi cũng 20, lúc về gặp tôi hai chị đó thưa chú, con về xong nghe sang chấn tâm lý. Ôi, kiểu đó, rồi sau này anh em cũng sẽ được tận hưởng cái cảm giác đó thôi. Ôi, đi ra hỏi nay em sinh năm bao nhiêu, ôi, 2K10, 2K5. Ôi, tới những mùa hè thì sẽ được nghe gì tiếp sức mùa thi. Chúc những bạn 2K5, 2K4 rồi, ừ, thi rồi may mắn đồ này nọ. Ôi, tới gần đó thì các bạn sẽ được ấy thôi. Vài năm nữa, vài năm đâu, bây giờ heo ra đường là lớp 10 đồ này nọ, là 15, 16 tuổi gì đó. Trời ơi, rồi các bạn cũng sẽ được thôi. Từ lớp 9 là lớp 10 là dính rồi. Rồi các bạn cũng sẽ thấy thôi. Nhanh lắm, ừ. Giờ mà hô mà kêu chú với già, rồi vài năm nữa thì sẽ thấy. Nghe mà muốn ngất xỉu luôn hả? Em 2K6, đấy, ừ, đó, em 2K6, ừ. Đấy, em mới 2, gì? Em mới 24, mới đẻ hôm qua hả? Em mới sinh mà biết em điện thoại luôn. Mà anh heo đoan bằng cạc được không em chưa hả? Ôi, không có tiền thì thôi Phúc ơi. Chứ nói chơi thôi, chứ anh em không có tiền thì để tiền đóng tiền mạng phụ giúp gia đình cũng được. Lâu lên donate ủng hộ thì chơi cho vui vậy thôi, chứ đừng nghiện ba thứ đó.
thời gian trôi nhanh như vừa hôm qua đấy. Ôi anh em nào mà bây giờ mà lớn lớn thì thử suy nghĩ đi, mới thời gian nào anh em còn ở trong trường á, à, mới bạn cấp 1, cấp 2 đồ ha, mới ngày nào còn râm chơi rồi với mấy bạn mẫu giáo đồ ha, đó mà bây giờ coi quay qua quay lại là mình bao nhiêu tuổi rồi. Ôi rồi anh em cũng sẽ được cảm nhận cái cảm giác như heo hôi, quay qua quay lại cái là ôi mình đã già rồi sao. Đấy Thảo Hảo Chu Cai hả? Em có thể dành trên 20 củ rồi, tại em đang tính mua máy tính. Uầy, tính em cài máy như thế thì anh khuyên em là em đi ra ngoài mấy trung tâm ấy á, em kêu họ tư vấn cho em cái cấu hình. Chứ em mà tự đi mua thì em set up không được cái cấu hình thì nó cũng gọi là nó cũng sẽ nó bị dư ấy. Tuy là nhiều anh em là kiểu như là mình biết là mình biết build máy tính rồi này nọ, nhưng mà sớm muộn anh em cũng sẽ bị cái giống heo ngày xưa, kiểu là mình build mình thấy ngon vậy đó, nhưng mà nó không có đạt được 100 cái công suất, 100% công suất. Nó phải cùng đồng bộ rồi với nhau đồ đủ thứ đó. Đó là được thì mình ra ngoài tiệm á, mình nhờ chuyên gia họ tư vấn cho mình, họ build giùm cho mình một cái bộ PC là dễ nhất. Nó sẽ không có bị nói chung là nó hoạt động hết công suất. Mấy anh em mà mấy bé mà kiểu bây giờ mới ấy thì nên chơi kiểu đó, chứ thấy món nào như heo hồi đó là kiểu như mình thấy cái món cạc đó rẻ cái mình mua, mình thấy cái men đó rẻ cái mình mua, nếu mình gáp vô nó vẫn là ra được một bộ PC, nhưng mà nó sẽ không hoạt động hết 100% công suất cho anh em, thì tính ra thì nó cũng đâu có tốt lắm đâu. Đấy, nên là mình ra mình nhờ người ta build giùm mình một cái cấu hình đó, ví dụ mình 20 triệu, bây giờ mình muốn là mình chơi game là bây giờ mình cần là cái card nó phải mạnh, chơi những game cấu hình ấy thì giờ đầu tư cho con card đó, mình bỏ bớt ổ cứng là RAM đồ này nọ, cái nào không cần thiết rồi mình người ta sẽ tự bỏ ra cho mình. Đấy, mình chỉ cần xong hết là mình vác về thôi, vậy là khỏe nhất. Nhớ hồi em còn quậy cùng thằng em tắm hồ bơi à? Đó giờ thì đó ngồi đây bấm điện thoại rồi nhắn tin chat chít rồi đó, chúc lại người yêu ngủ đi chơi nữa nè. Em có ông anh làm chỗ mua với tư vấn á, nên em không lo việc đó. Nhưng mà em cũng phải nên lo cái việc mà em không lo chuyện đó thì em cũng nên lo cái việc mà em đầu tư cho mình một cái cấu hình để mà xài khoảng chừng mười mấy 20 năm, chứ em build ở đâu 5 năm với trên 5 năm chứ em build khoảng chừng 3 năm là nó bị lỗi thời à, tới gần đó là em phải tốn tiền build lại không? Bèo lắm đâu phải 5 năm, 6 năm. Ok, bye bye Kim ơi. Ok, cảm ơn Kim nhiều nha. Ôi, anh cũng sắp xuống rồi. Anh dọn xong con này là anh cũng xuống rồi. Lỡ rồi chắc cho nó lên luôn quá. Giờ là dọn xong cái này là xả 600 vé nữa là đủ rồi đây. Giờ là đi xả được luôn rồi đó. Nhưng mà ôi, để nâng nó lên luôn cho rồi. Ok, một con phút à. Ok, một con 5 sao nữa là đủ à, ô lộn 9 sao chứ. Là coi như là xả 600 vé nữa là khỏe đe luôn. Mai anh có like hâm à, anh cũng chưa biết nữa em. Dạo này không biết lịch ra sao nên là anh cũng không có hứa trước à, nên là bây giờ nâng cho hết cái đống này luôn mà. Rồi nào, còn bao nhiêu ô vậy? 285 ô rồi, còn 215 ô, xả 500 vé bình thường. Rồi, và giờ chia tay cũng gần đến. Bạn ơi, thằng bạn nó xúi em build cạc RTX. Em nói đưa tiền đây tao mua hả? Ôi, 20 triệu thì
chắc mình ráng tầm khoảng 5 triệu hoặc 10 triệu nữa là build bộ PC được rồi. Chứ em build tầm 30-40 triệu mà tầm 5 năm sau là em cũng phải build lại bộ mới à. Em càng build cái bộ mạnh thì sau này khoảng chừng 5-6 năm sau là em thấy cái bộ đó, bộ em đang xài là nó xuống cấp rồi. Ảo thịt đây. 500 vé cuối, còn 380 mấy vé cuối. Ôi, xả xong là hết rồi đó. Đủ kho rồi đó, không chật kho luôn rồi đấy. Hôm nay live 1 tiếng rưỡi, ảo thật. Uầy, 280 mấy vé. Tính ra chơi cái bản này thì nó ngon hơn cái bản mà hôm bữa hình như cái bản của Việt Nam hay gì á. Uầy, hôm bữa bản Việt Nam quay không ra một con 2S luôn. Con SR còn không ra nữa đấy. Uầy, bản này thì quay 10 lần là chắc chắn nó bao luôn cho chúng ta là được một con 5 sao. Cứ 10 lần là được một con 5 sao nè. Có khi là một đó, hai con 5 sao mà trong đó là có thêm một con có khi là hai con SSR nữa chứ. Ôi, nói chung là tỷ lệ bên này ngon. Còn 4 sao thì vô tư. Em mua máy chủ yếu là chơi liên minh cho nó mượt. Ừ thì ra kêu nó build giùm cho, xong rồi mình coi bao nhiêu tiền rồi mình gán mình đắp vô. Thế là nó khỏe nhất. Bản này có nhận được SB không anh? À không em, bản này cài cắm đầu nha. Bản này anh nạp lên được VIP 2 rồi, xong rồi anh thấy không cần lên VIP 3 nên là anh để ra luôn đó chứ. Tại vé giờ cũng còn nhiều. Ơ kìa, ảo thật đây. Nào, còn 40 mấy vé. Ui, đủ rồi. Hồi nãy là 3032. À, đúng rồi, đấy. Rồi, bây giờ là hồi nãy 3032. Giờ mình kéo một cái nữa. Rồi, ok, còn 31 vé. Vậy là chúng ta hôm nay đã hoàn thành xong chỉ tiêu xả 3.000 vé. Bản này ông cài để lấy SB là cài điên luôn. Đúng rồi, bản này lấy SB là cài mệt nghỉ đấy. Rồi ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Thì hôm nay cuối tuần quẩy với anh em được 1 tiếng rưỡi rồi. Có gì mai chiều hôm nào rảnh thì lên like tiếp. Anh em theo dõi kênh thì bấm kéo xuống, bấm tất cả ha, để nhận được những thông báo mới nhất nha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Anh em nào chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh giúp Heo nha. Ok, bye bye. Còn sáng mai, trưa mai thì nó sẽ có video re-stream lại thì được. Thì vô kéo sub, kéo view rồi giúp Heo cái, kéo like giúp Heo cái nha. Ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Ui, nay là kỳ tích luôn á. Trả 3.000 vé.